Việc kiểu nói, việc nói phải nói chiêu chiêu. Dạ lưng à. Phải nói chiêu chiêu xong rồi. Đâu cả đâu. Rồi chị Hằng phải viết ra trước này kia. Giờ đầu óc nhớ gì đâu mà nói. Anh chào mọi người, anh sao nè. Bây giờ nó là 10 years, we're going to look at it again. 10 years, about 5. 5 years mà mình nói 5 years reunion là 4 năm nữa. 4 năm nữa, còn 4 năm nữa thôi. Lẹ đi. Đợi 5 năm thì nó lâu, 2 năm thôi. 2 năm thôi. Nó 2 năm rồi đó, năm tới đó. Năm tới rồi. 5 năm lâu quá. 5 năm lâu quá. Gặp lại nhau già hết trơn rồi. Già xấu nó đứng cả. Nhìn đứa nào rấy xấu quá cả. Đi sớm sớm gì còn đẹp gái mà ham nhìn. Xấu quá sợ, về nằm mơ. Đâu sao đâu chị Hằng, cứ làm Botox này kia là như nào. Đúng rồi, okay. có hồng đẹp, đẹp cho mình. Lúc đó người nào nói toàn Botox, ai còn chết chạy nói chuyện bọc bọc cũng chơi mà. Có Hương Hồng nó làm tóc giả cho mình nè, lông mi giả nữa nè. Nhưng mà... Anne-Marie muốn color hair nè. Nó giống Anne-Marie của anh Hồng quá à. Ờ, nó nhớ Anne-Marie lắm á. Đúng rồi, mình quay tới bên đây. Được rồi. Có gì đâu, quay hoài cho cô.